dùng lá để chữa những trường hợp ung thư. Thì phải nói là ở Việt Nam là riêng là phụ nữ bị u xơ tử cung, u xơ buồng trứng và có những cái hạch mà vú lành ở vú ở vú thì chúng tôi cho chồng đều sạch hết, rất là đặc biệt. Ra bác sĩ trong không ngờ rằng có nhiều người họ bị cái u xơ tử cung lo lắng quá, lại cái tôi này hướng dẫn chồng xong là không còn nữa. Nhưng là có một cái trường hợp của một chị là riêng trong vú chị là phải nói là tới 4 năm mỗi bên phải 4 năm cục mà là bác sĩ nói là ung thư thôi, nhưng mà vô làm sinh thiết thì nó không phải, là do nó vón cục rồi nó vậy là rất là khổ. Nhưng mà khi mà chờ nái xong thì trong vòng 1 năm bây giờ thì đẹp vô cùng. Và cũng hay lắm là khi mà riêng cái mà làm lạnh sau này á thì mọi người rất là kinh ngạc, tại vì khi mà làm lạnh thì lại ngược lại là đẹp hơn xíu đấy. Một chút xíu tôi phổ biến mọi người để mấy cô làm đẹp. Và như vậy là vì cái lý do mà tại sao mà nó chữa được cái ung thư ấy, làm cho tôi phải thắc mắc, và chúng tôi đã đi tìm tại sao nó như vậy thì mới phát hiện ra là cái phương pháp này ấy, chính là cái phương pháp là nhiệt để chữa bệnh chemotherapy. Thì ở đây tôi muốn chỉ cho mọi người sơ qua thôi, tôi không có đi sâu vô tại vì mình không có thời gian nhiều. Và cái sắp tới là Minh Hoa sẽ với cái ban điều hành ở đây là sẽ ôn lại với mọi người sâu sắc hơn, còn tôi thì tôi chỉ thoáng qua thôi để cho ta biết rằng cái công trình nghiên cứu về nóng để chữa bệnh là có là từ lâu rồi. Và như vậy là cái phát hiện mà điều trị được ung thư là một cái sự tình cờ. Tôi nói đây là tất cả những cái việc mà phát hiện đôi lúc ngẫu nhiên. Thì người ta mới phát hiện ra là ở bên Mỹ thì cái hội ung thư họ mới đi tìm những người tự nhiên khỏi bị ung thư. Tôi nói một cái điều mọi người hiểu gì nhé, khoa học là văn minh hiện đại, nhưng mà tôi xin hứa với mọi người, nói đã mắc ung thư không người nào còn sống, không người nào còn sống. Nhưng mà ta vẫn cứ xạ trị, vẫn cứ quá trị. Thì cái người mà khi nhận được cái lãnh án tử hình đó, của y tế mà giao cho nó, vì mình hai cái là một người bị phạm tội thì đem ra mà đi tử hình, còn một người không hề phạm tội mà ngành y tế lại tuyên án tử hình, sống được 3 tháng, sống được 6 tháng và nói một câu rất là tình người, thôi về ăn cái được gì cứ ăn đi, mẹ ơi nó sợ gần chết mà ăn cái gì nuốt vô sao nổi được mà nuốt. Nghe bác sĩ nào cũng khuyên một câu rất chân tình, thôi về ráng ăn được gì ăn đi. Nhưng mà tôi nói mọi người á, những người mà khi mà được là ngành y tế gắn cho mình cái thẻ chuẩn bị chết rồi đó, thì tôi bảo đảm là ăn không được, ngủ không được, sụt cân. Cái sự khủng hoảng nó kinh khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà cái đặc điểm của cái giòn đá này là chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, người đó hết bị sợ chết. Cái điều đó là một điều rất là lạ lùng. Và chúng tôi phải không hiểu tại sao mà ra như vậy. Và ý tôi nói là trong đây chúng ta cũng sẽ có những người quen, những người biết mà bị ung thư, mọi người thử đi cho họ chờ trong tuần lễ, mọi người sẽ thấy không có người nào mà nói là còn sợ hãi nữa. Nó đặc biệt cái đó nha. Nhưng mà tôi nói về thì nói, nhưng mà cái cách để cho họ tiếp cận được cái đá mình ấy, là tôi khuyên mọi người là không nên cho. Tại vì cho họ sẽ vứt cho tụng ra. Còn nó ba cái đá bẩn thì mà tôi uống thuốc rồi chích thuốc rồi điều trị đủ thứ mà không hết, làm gì lấy cục đá thì có tác dụng được. Mà cái cách của chúng tôi làm là vậy, đem cặp đá lại nó cho mượn. Cặp đá này mua ở tận Hy Mã Lạp Sơn, mà một cặp vậy là mua 10 lượng vàng. Thì khi mà nghe cái giá trị nó lớn vậy đó và quý báo vậy đó, là mua phải có giấy giới thiệu của tổng thống mới mua được, kiểu mà khi mà nó láo cho tới mức độ vậy đó. Thì và cho mượn ấy, thì chỉ cho mượn một tuần lễ thôi, bị đồ quý không cho mượn lâu. Thì mọi người biết ấy, đồ vừa quý mà lại cho cái thời gian của một tuần rồi hướng dẫn cái chồng
con người ta đó mà thấy cái gì dễ không làm, nhưng mà khó bắt đầu làm, thì bắt đầu chờn thử thì thấy kết quả. Thì khi mà thấy, chỉ cần bây giờ thật ra là chờn chỉ có ngày đầu tiên thôi là đã thấy cũng ngon rồi, là thấy kết quả rồi. Mà khi đã thấy kết quả đó thì chờn đêm chờn ngày, vì tuần lễ 6 tháng rồi, cho nên tận dụng tối đa đồ chứ mình chết chí tử của chồng để nhìn tuần lễ nó đã. Nhưng mà mọi người thấy đúng 10 ngày mà người đó không đã là biết nó muốn chôn luôn rồi, là nó có hiệu quả rồi. Mà chắc chắn không bao giờ là không có hiệu quả, tôi bảo đảm cái điều đó. Và chút xíu những người báo cáo thì sẽ nói lên cái điều đó. Mà khi mà người đó cuối cùng họ phải hạ mình, xin mình: chị ơi, làm ơn cho em mượn thêm tuần lễ nữa đi, bởi vì nói tiền mắc quá họ đâu có dám trả đâu. Nhưng mà nếu mà mượn tuần lễ nữa thì cho mượn, thì này nghĩ được. Và lúc đó mình nói: ủa mà làm sao mà kết quả sao mà lại xin mượn tuần lễ? Thì lúc đó họ mới nói à, nếu vậy thì một là mình có ngày giấy tặng ấy, thì mình tặng, còn nếu như ấy, mà mình muốn mua giùm ấy, thì mình lấy đúng giá nha. Đáp pháp bất ngờ là của cái phương pháp này ấy, là cái hồi phục của ung thư bị ấy, thì nó mời tất cả những người bị ung thư tự nhiên khỏi. Mọi người nghe có những người bị ung thư đang bị ung thư tự nhiên khỏi, thì những người đó đều nói một cái câu đơn giản thôi: bị sốt kịch liệt trong vòng mấy tiếng hồ, sau đó khối u biến mất. Không hiểu tại sao. Thì trong khoa học ấy, thì có một cái con mà làm cho sốt mà kéo dài được, đó con là con đó tên là Fonciferum, con mà làm cho ra sốt rét ác tính đó. Thì khi mà bị đốt, mũi nó đốt ấy, thì mình bị sốt là kéo dài từ 3 tới 4 năm tiếng đồng hồ, mà có người tử vong luôn, tại vì nhiệt độ lên tới 45 độ, điên cuồng luôn, và tổn thương não chết. Nhưng mà may mắn có những người thoát chết, tức là họ biết cách chườm đá, họ biết cách đi vô bệnh viện kịp thời cứu. Thì trong cái quá trình mà chờ để cứu ấy, để mà giết cái con Fonciferum ấy, thì đủ thời gian để cái tế bào ung thư nó bị tiêu diệt. Tôi nói vậy để mọi người, cái tình cờ nó rất là kỳ diệu. Và những người này ấy, là những bác sĩ này ấy, đã dùng cái phương pháp nhiệt để mà chữa bệnh. Thì ở đây là một cái tình cờ điển hình. Ví dụ như ở Thụy Điển có một cái bác sĩ chữa bệnh phụ khoa, ông cho người ta ngâm trong nước nóng. Hôm qua là tôi đi thăm cái chỗ mà ngâm nước nóng ấy, thì tôi hỏi họ cho ngâm bao nhiêu, và nó có 36 độ, 37 độ. Nhưng mà trong cái chỗ mà điều trị này ấy, nó cho ngâm từ 40 cho đến 45 độ. Thì khi mà ngâm từ 40-45 độ, người ta cho ngâm chỉ có bao nhiêu đâu, 40 phút thôi. Nhưng mà tại vì ấy, là ở Bắc Âu ấy, thì thời tiết nó lạnh lắm, cho nên khi mà chườm cái đá đó, cái chườm nước đó, thì họ ngồi ngâm trong đó, họ thích. Rồi có người kêu bằng là thiến mạng cùi ngồi luôn 2 tiếng hồ. Bây giờ chỗ ngâm giống như trong nước khoáng ấy mà. Nhưng mà tình cờ những người ngâm 2 tiếng đồng hồ lên thì bác sĩ mới tự nhiên sao thấy nó phải re vậy, thì mới xem lại thì thấy khối u biến mất. Thì như vậy cái kết quả được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy và thấy khối u không còn tồn tại nữa, thì người ta mới, ông này mới, bác sĩ mới phát hiện rằng là cái sức nóng chữa được cái khối u. Cũng như là ở Áo có một bác sĩ chuyên môn chữa bệnh chân này, cũng cho những cái người ta ngậm nước nóng như vậy. Thì tình cờ có những người bị ung thư dương vật mà ngâm trong đó 2 tiếng đồng hồ, ra tự nhiên khối u biến mất và những cái tế bào ung thư không còn nữa. Cái điều này đã được xác lập rất là nhiều ở Việt Nam, chỉ có 2 cục đá thôi mà họ chườm đá xong thì những cái khối u rồi những cái tế bào ung thư tự nhiên ngưng lại. Bác sĩ không hiểu tại sao nữa. Cũng như tôi nói gần đây biết có một cái chị bị ung thư, rồi là người học trò đi học thôi, rồi họ nói tôi có người chị bạn thân lắm mà con mà lại là vợ của một cấp lãnh đạo cao cấp nữa, cho nên đó là bà này bà vợ đau khổ, bà nằm trong nhà bà nó triền một đống gì mà bà không có biết làm gì cứu được bạn bạn, bởi vì bà rất là yếu. Rồi khi mà vào bệnh viện nói là bây giờ ấy, là xạ trị hoặc quá trị chị sẽ chết trước khi chị chết điều thư, cho nên thôi chị về nhà đi kiếm cái gì uống được hay uống, chứ còn tôi này không dám dùng thuốc. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.
Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.